Quay trở lại trong phần tin Hoa Kỳ, mở đầu bản tin cho biết Tổng thống Donald Trump muốn Bộ trưởng Tư pháp William Barr tổ chức họp báo về vụ Ukraine. Theo một nguồn tin của tờ Washington Post dựa vào một số nguồn tin thông thạo của sự việc cho biết, Tổng thống Donald Trump yêu cầu Tổng trưởng Tư pháp William Barr tổ chức một cuộc họp báo để tuyên bố đương kim Tổng tư lệnh Hoa Kỳ không vi phạm luật trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine, mà trong đó ông gây sức ép để người đồng nhiệm Volodymyr Zelensky điều tra đối thủ chính trị. Lãnh đạo Bộ Tư pháp từ chối làm việc này. Yêu cầu của ông Trump được truyền từ Tổng thống đến các viên chức của Tòa Bạch Ốc và cuối cùng đến Bộ Tư pháp. Trong những tuần qua, thì Bộ Tư pháp tìm cách giữ khoảng cách với Tòa Bạch Ốc, đặc biệt những vấn đề liên quan đến tranh cãi đang bùng nổ về hành vi của ông Trump với Ukraine và cuộc điều tra luận tội do cuộc điện đàm gây ra. Yêu cầu tổ chức họp báo được đưa ra trong khoảng thời gian đâu đó vào khoảng ngày 15 tây tháng 9, khi chính phủ công bố biên bản cuộc điện đàm diễn ra vào ngày 25 tây tháng 7 giữa Trump và Zelensky. Tài liệu cho thấy Trump thúc đồng nhiệm Ukraine điều tra cựu phó tổng thống Joe Biden, trong khi đưa một cuộc hội đàm ở Bạch Cung ra để nhử lãnh đạo khác ở nước ngoài. Thưa quý vị, Ủy ban Hạ viện khởi động phiên điều trần luận tội công khai vào tuần tới. Dân biểu Adam Schiff là chủ tịch ủy ban vào ngày thứ Tư 6 tháng 11 đã cho biết, Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ sẽ khởi động một loạt các phiên điều trần công khai trong cuộc điều tra luận tội về Tổng thống Donald Trump vào thứ Ba tuần tới. Ông William Taylor, nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ tại Ukraine và phó phụ tá ngoại trưởng là George Kent sẽ làm chứng vào ngày 13 tháng 11, trong khi cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine là Marie Yovanovitch sẽ xuất hiện vào ngày 15 tháng 11. Các phiên điều trần công khai trên truyền hình, đảng Dân Chủ cho biết là họ có đủ bằng chứng để tiến tới với các phiên điều trần luận tội công khai. Đây sẽ là bước đầu tiên cho các bài viết luận tội chống lại Tổng thống Trump được đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện. Nếu Hạ viện bỏ phiếu phê chuẩn các điều khoản luận tội, Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát sau đó sẽ tổ chức một phiên tòa về việc có nên phế truất Tổng thống Trump khỏi chức vụ Tổng thống hay không. Hạ viện công bố bản lời khai của đại sứ Taylor. Hạ viện Dân Chủ đã công bố bản ghi chép lời khai dài 300 trang của ông Bill Taylor, nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ tại Ukraine. Theo bản lời khai được công bố vào ngày thứ Tư, thì nhà ngoại giao kỳ cựu đã nói với các đồng nghiệp rằng việc đình chỉ viện trợ quân sự của Hoa Kỳ đối với Ukraine để hỗ trợ mưu kế chính trị của Tổng thống Donald Trump là hành động hết sức điên rồ. Tuy nhiên, ông Taylor cũng cho biết ông chưa bao giờ nói chuyện với Tổng thống Trump và chỉ biết rằng mọi mệnh lệnh đều đến từ ông Rudy Giuliani, luật sư riêng của Tổng thống. Ông Taylor từng nói chuyện với Ngoại trưởng Mike Pompeo và Cố vấn Ngoại giao Ulrich Brandenburg để bày tỏ sự lo ngại về ông Giuliani. Đáp lại, Ngoại trưởng Pompeo chỉ nói rằng ông ủng hộ việc Hoa Kỳ thực hiện chính sách cứng rắn với Ukraine và khuyên ông Taylor nên thông báo sự lo ngại của ông với Tổng thống Donald Trump. Thưa quý vị, cựu cố vấn John Bolton đã từng lo ngại điện đàm Ukraine sẽ là thảm họa. Theo lời khai của một nhân chứng khai trong cuộc điều tra luận tội, Tổng thống Donald Trump đã cho biết, cựu cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc là ông John Bolton đã không muốn phải sắp xếp cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Ukraine là Volodymyr Zelensky vào ngày 25 tháng 7 vì nghĩ rằng đây sẽ là một thảm họa. Theo văn bản công bố, Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Hội đồng Quốc phòng Ukraine, ông Oleksandr Danyluk đã nói với ông Taylor vào ngày 20 tháng 7 rằng Tổng thống Zelensky không muốn bị dùng như là một quân cờ trong cuộc vận động tái tranh cử ở Mỹ. Tham dự buổi họp đó có cả ông Gordon Sondland là đại sứ Mỹ tại Liên Âu, Trung tá Alexander Vindman, chuyên gia hàng đầu về Ukraine tại Hội đồng An ninh Quốc gia, và bà Fiona Hill là cựu giám đốc cao cấp đặc trách Âu Châu và Nga tại Hội đồng An ninh Quốc gia. Ông Taylor nói rằng ông đã được ông Vindman và bà Hill kể rằng lúc đầu cuộc họp đã diễn ra tốt đẹp, nhưng đến khi ông Sondland nêu lên vấn đề có qua có lại, thì điều đó đã khiến cho ông Bolton đánh hơi thấy có sự bất thường. Ông Bolton đã nói, chúng ta không làm chuyện chính trị nội địa ở đây và đã chấm dứt cuộc họp. Ông Taylor đã nói với giới chức điều tra là ông Bolton không muốn can dự vào việc sắp xếp có cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Zelensky vào ngày 25 tháng 7, vì ông Bolton nghĩ rằng điều này sẽ là một thảm họa. Luật sư Giuliani tuyên bố vận động ở Ukraine là hoàn toàn cho Tổng thống Donald Trump.
Luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, ông Rudy Giuliani, hôm thứ Tư ngày 6 tháng 11 nói rằng các nỗ lực vận động của ông ở Ukraine nay là tâm điểm của cuộc điều tra luận tội Hạ viện đã được tiến hành hoàn toàn trong tư cách luật sư bào chữa của ông Trump. Trái ngược hẳn với lập luận mà Tòa Bạch Ốc đưa ra rằng ông Giuliani đi làm nhiệm vụ ngoại giao. Theo tin của Bloomberg, thì bản tweet của ông Giuliani gửi ra hôm thứ Tư ngày 6 tháng 11 là một phát biểu rõ ràng nhất về nhiệm vụ của ông ở thủ đô Kiev của Ukraine. Các giới chức Hạ viện đang thẩm vấn các giới chức của chính phủ Mỹ đang tại chức hoặc là hay đã nghỉ hưu để tìm cách xác định vai trò của ông Giuliani trong các liên hệ với các giới chức chính phủ Hoa Kỳ và Ukraine. Ông Giuliani cũng đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng ông đã tạo ra các liên lạc bên lề khi tiếp xúc với những chính quyền của Tổng thống Ukraine là ông Volodymyr Zelensky. Ông Giuliani, người đang bị điều tra hình sự do có liên quan đến một số điều mà hai người cộng sự với ông đã làm ở Ukraine, hôm thứ Tư cũng cho biết ông đã thuê 3 luật sư đại diện cho chính bản thân của mình. Thưa quý vị, một nghi can đã bị bắt trong vụ thảm sát gia đình 9 người ở biên giới Mexico và Hoa Kỳ. Chính quyền Mexico cho biết là một nghi can đã bị bắt trong vụ thảm sát 9 thành viên trong một gia đình ở phía biên giới Mexico với Hoa Kỳ. Cơ quan điều tra tội phạm AMIC đã cho biết họ đã bắt giữ một cá nhân đang giữ hai con tin bị trói và bịt miệng trên đồi Agua Prieta ở bang Sonora. Nghi can có nhiều súng trường và một lượng lớn đạn dược, bao gồm một số vũ khí cỡ nòng lớn, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố đã được đăng lên trang Facebook chính thức của mình. Vụ bắt giữ đã diễn ra chỉ một ngày sau khi người phụ nữ và trẻ em bị các nhóm tội phạm tấn công dã man khi lái xe gần biên giới với Mỹ và Mexico. Nhà chức trách Mexico đã cho biết toàn bộ các nạn nhân là người của cùng một gia đình, người công dân Hoa Kỳ, theo đạo Mormon, sinh sống tại miền Bắc của Mexico trong nhiều thập niên qua. Và sau đây là phần tin của thị trường chứng khoán. Kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa các kết quả như sau. Chỉ số Dow Jones kỹ nghệ hôm nay tăng 237.42 điểm, dừng lại ở mức là 27.729.98 điểm. Chỉ số Nasdaq hôm nay tăng 35.18 điểm, dừng lại ở mức là 8.446.99 điểm. Chỉ số S&P 500 hôm nay tăng 10.72 điểm, dừng lại ở mức là 3.087.39 điểm. Phân lời công khấu phiếu 10 năm là 1.94%. Thưa quý vị, tiếp đến là giá dầu thô của ngày hôm nay là 57 đô la 16 cent một thùng dầu thô. Tiếp đến, giá vàng tại Hoa Kỳ trong ngày là 1.466 đô la 50 cent một ounce vàng. Tại Việt Nam, giá vàng mua vào trong ngày là 41.620.000 đồng một lượng, bán ra là 41.820.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, 1 đô la hôm nay đã đổi được 23.250 đồng tiền Việt Nam. Quý vị vừa theo dõi phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán. Một lần nữa xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam.